Đây là cái cảnh nhìn cảnh này mọi người có nhớ dưới miền quê không ạ? Đây, đây là cái cảnh chèo đò rất hiếm có. Mọi người đến đây để thưởng thức dòng sông Sài Gòn nha cả nhà. À, mọi người có muốn tham gia ủng hộ một cái máy mới không ạ? Hay là một chiếc ghe mới để cho chúng con có cái hành trình thiện nguyện phóng sanh. Đây. Nói chứ chèo bằng tay như vậy thì cả nhà mà đi một đoàn như vậy thì cũng hơi vất vả. Nếu cả Cái này là nhà do mình đi xuôi nước nha cả nhà, chứ đi ngược nước là bơi không nổi nha cả nhà. à, nhưng mà cả nhà thấy thầy ấy bơi trên mình thì ấy là cũng khoảng 30 kg đó cả nhà. Rất là nặng cả nhà. Nếu bình thường chúng ta bơi xong đã khó rồi mà chúng ta bơi bà 30 kg càng vất vả hơn cả nhà. Để đã bơi hơn 2 cây số rồi cả nhà.